Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án claim cái đồng Sona token. Ở dự án này thì mọi người sẽ claim là 220 triệu cái đồng Sona token này nhé. Thì cái Sona token này nó chạy trên hệ Binance Smart Chain nhé. Mọi người đừng nhầm lẫn, nó chạy trên hệ Solana nhé. Đây nó chỉ là giống là cái tên thôi, Sona chứ không phải là Solana đâu nhé. Rồi thì với cái dự án này tổng cung của nó là có 39 triệu tỷ và hiện nay đã có 1.563 địa chỉ chủ sở hữu và phát sinh 3.752 chuyển khoản nhé. Rồi quay trở lại với trang web của nó. Thì đây chính là cái trang web chính thức của nó. Thì cái Sona này nó sẽ cung cấp xương sống của nền kinh tế trong The Sonaverse cho tất cả mọi người, từ giao dịch NFT đến người chơi bình thường cho đến những người nghiện hạng nặng. Bạn có thể liên tục kiếm được lợi nhuận hàng ngày với chúng tôi bằng cách sử dụng hệ thống thu nhập đa cấp, bao gồm các khả năng kết hợp đầu tư với mã thông báo. Thì ở đây thì mọi người có thể yêu cầu airdrop 220 triệu cái đồng token Sona này, hoặc là mọi người có thể mua nhé, nó cũng đang bán cái NFT. Nếu ai thích mua NFT của nó thì có thể bấm vào đây để mua NFT của nó. Đây ví dụ như ở đây thì mọi người chỉ việc kết nối ví này, và dưới này thì nó có mở bán những cái NFT. Mọi người sẽ lựa chọn giá hoặc những cái NFT nào mọi người thích thì mọi người sẽ mua cái NFT này nhé. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách claim 220 triệu cái đồng token Sona này. Tổng quan về dự án của nó thì mọi người có thể tham khảo thêm. Thì mình làm video này cũng với cái thời lượng nó không được nhiều lắm nên là chỉ nói sơ qua cho mọi người thôi nhé. Rồi thì với cái dự án này nó sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 và nó sẽ được list ở trên Bankex nhé. Thì giá list của một Solana là 0,0018 USD. Rồi thì ở đây mọi người cũng có thể mua, giá mua tối thiểu của nó là 0,01 BNB. Thì với giá 0,01 BNB thì mọi người sẽ nhận được là đâu rồi? Để mình xem nào. Đây, 0,01 BNB thì mọi người sẽ nhận được 26 tỷ cái đồng token Sona này nhá, và mua tối đa là 10 BNB. Thì với cái dự án này ai thích đầu tư thì có thể đầu tư, không thì mọi người chỉ claim thôi nhá. Chờ đến ngày 29 tháng 3 nó kết thúc cái chương trình airdrop này và list ở trên Bankex thì mọi người chờ xả nhé. Ok, ở đây thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví BEP20 của mọi người vào và sau đó lấy cái đường link chia sẻ. Thì mỗi một lượt chia sẻ thì mọi người sẽ nhận được là đâu rồi? Mỗi một lượt chia sẻ thì mọi người sẽ nhận được là 60% cái đồng token Sona này và 40% PNB của người dưới mình nhé. Ok mọi người, để claim được cái đồng này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả. Sau đó thì cái giao diện của nó sẽ xuất hiện như ở đây. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào thanh địa chỉ này cho mình này. Và sau đó thì mọi người sẽ chọn vào hai quyển vở này để copy cái địa chỉ này nhé. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ quay trở về ví chớt cho mình. Mọi người sẽ mở ví chớt lên này. Rồi, ở ví chớt thì mọi người sẽ bấm vào cái mục DApp. Và sau đó thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ đó lên ô tìm kiếm này cho mình. Và bấm chọn Enter dưới bàn phím nhé. Và sau đó thì mọi người nhớ chuyển đổi sang mạng Smart Chain cho mình. Mọi người sẽ bấm vào đây để chuyển đổi mạng này. Chọn Smart Chain nhé. Rồi ok, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn vào Claim Airdrop và nó sẽ đưa mọi người đến cái mục ở dưới này. Ở đây thì mọi người bấm chọn vào Claim này. Rồi và mọi người sẽ chọn kết nối ví cho mình. Rồi cái phí ga của mọi người thì tổng tất cả là 1,62 đô nhé. Mọi người bấm chấp thuận cho mình. Rồi. Ok, sau khi chấp thuận xong thì mọi người sẽ bấm vào đây thoát ra để trở về ví này. Rồi, mọi người sẽ bấm chọn vào mục ví ở dưới cùng đây cho mình. Và sau đó thì mọi người sẽ bấm vào Smart Chain này. Tiếp tục thì mọi người sẽ bấm vào gói hợp đồng thông minh.
Và ở đây thì mọi người sẽ giữ và copy cái địa chỉ contact này nhé. Chọn sao chép này và mọi người quay trở lại ví. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào góc trên cùng bên tay phải chỗ hai dòng kẻ đây. Và mọi người sẽ dán cái contact của nó lên ô tìm kiếm này. Rồi ok. Tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào tự thêm các đồng tiền mã hóa. Và ở đây thì mọi người sẽ cần phải chuyển đổi mạng lưới nhé. Mọi người sẽ chuyển đổi sang mạng lưới Binance Smart Chain này. Chọn Smart Chain. Rồi, sau đó dán vào. Ok, thì toàn bộ cái tên này, ký hiệu và số thập phân của đồng token nó sẽ xuất hiện ở đây. Mọi người bấm chọn làm xong. Rồi, như vậy là mình đã claim thành công 220 triệu cái đồng token Sona này. Với một cái dự án này và cũng với như là cái trang web trông rất là bắt mắt của nó thì mình nghĩ đây là một cái dự án tương đối tiềm năng nên mọi người có thể là cân đối và cân nhắc cái tài chính của mình nhé. Có thể claim hoặc có thể mua để hold lâu dài chờ đến ngày release được pancake thì mọi người có thể xả nhé. Ok mọi người, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người dự án claim 220 triệu đồng token Solana. Và xin chúc mọi người may mắn, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.